Nấu Tô Lâm nằm trong thập diện mai phục, Lê Cường đưa phe của quân đội lên ngôi. Kính thưa quý vị, trước hội nghị trung ương bất thường xuất hiện nhiều thông tin bất lợi dành cho ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trước đây và Chủ tịch nước bây giờ. Theo dõi những hoạt động của ông Chủ tịch nước Tô Lâm, giới quan sát đã cho rằng ông Tô Lâm đang quá bận biểu với những công việc lễ nghi và các hoạt động trong vai trò của một người đứng đầu Đảng Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong các cuộc họp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được cho là đã có nhiều ý kiến đã đề nghị lãnh đạo cấp cao trong tứ trụ không nên kiêm nhiệm hai chức vụ Tổng Bí thư kiêm luôn Chủ tịch nước. Và phải chăng đây là lý do những đồn đoán cho rằng sau hội nghị trung ương bất thường vào tháng 8 năm 2024, ông Tô Lâm sẽ chỉ được đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư, chức vụ Chủ tịch nước sẽ được chuyển giao lại cho ông Đại tướng Lương Cường đang giữ chức thường trực của Ban Bí thư. Trong một nguồn tin nội bộ cho biết rằng thế lực của Tô Lâm và phe cánh hiện nay đang rất mạnh, ông Tô Chủ tịch chỉ có mục tiêu nhất thể hóa hai chức vụ mô hình giống như của Trung Quốc. Điều đặc biệt hơn, nếu như thành công thì Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư kiêm luôn Chủ tịch nước, giữ quyền lực tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Việt Nam, giống như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm trong thời gian năm 2019, giống như ông Tập Cận Bình. Theo một nguồn tin nội bộ cho biết rằng quyết tâm của Tô Lâm cao tới mức là ông này sẽ bằng mọi giá để phải chiếm được bằng được chiếc ghế Tổng Bí thư, và thậm chí nếu như cần thiết thì ông này sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường Sơn để giành chiến thắng. Và điều đó cho thấy rất rõ ràng Tô Lâm hết sức tự tin sẽ vượt qua ứng cử viên số 2, tức là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong cuộc đua giành ghế vào Tổng Bí thư của Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Và đến nay Tô Lâm đã thành công mỹ mãn, mới đây đã bầu Tô Lâm lên giữ chức vụ Tổng Bí thư. Công luận đã cho rằng sau khi lò ma chay cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuộc đấu giữa ông thủ lĩnh phe của Thanh Hóa, tức là ông Phạm Minh Chính, với ông thủ lĩnh phe của Hưng Yên, tức là ông Tô Lâm, sẽ tiếp tục và có khả năng quyết liệt hơn. Hai phe sẽ xuất tất cả những nội công vốn có của mình để chiến thắng địch thủ. Thế nhưng đến nay, phe của Hưng Yên đã thắng thành công dòn dã. Trong kỳ trước đó, giới quan sát cho rằng đội Hưng Yên của Chủ tịch Tô Lâm sẽ tấn công tổng lực toàn diện để nhanh chóng giành chiến thắng. Nhưng đội của Thanh Hóa của Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục lối chơi truyền thống, phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh. Trong khi đó, quân đội của Đại tướng Phan Văn Giang, Tọa Sơn, Hồ Đấu được cho là sẵn sàng ứng phó và cổ vũ cho đội Thanh Hóa. Theo giới thạo tin cho biết rằng Bộ Chính trị đã lên kế hoạch tiến hành hội nghị trung ương bất thường để chính thức bầu người kế nhiệm chức vụ Tổng Bí thư, đồng thời xem xét thay đổi nhân sự cấp cao, và đến nay đã có kết quả. Tô Lâm nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư thành công mỹ mãn và Phạm Minh Chính là người thua cuộc. Sau khi ông Thủ tướng Chính phủ có kết thúc chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị sẽ có phiên họp dự kiến vào ngày 2 tháng 8 và đến nay ngày 3 tháng 8 lại tiếp tục hội nghị trung ương để giải quyết những vấn đề nhân sự cấp cao. Một nguồn tin nội bộ cho hay rằng có thể hai phó thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà sẽ phải đi sớm trong những ngày tiếp theo, và khả năng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sẽ lên thay cho hai chức danh này. Các nguồn tin khác cho biết rằng ông Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khả năng cao sẽ thoát. Trong khi đó, các nhân sự Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Bộ trưởng Bộ Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và có thể là Bí thư Hà Nam Lê Thị Thủy sẽ có tên trong danh sách Bộ Chính trị trình cho Hội nghị Trung ương để biểu quyết miễn nhiệm về vấn đề này. Sau khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời thì thông tin nội bộ rộ lên là sẽ có những thanh củi mới bị quăng vào lò, bao gồm những cái tên như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà cùng với Ban Bí thư Hà Nam Lê Thị Thủy. Nhưng đến nay một trong vài những cái tên Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc nó không còn trong khái niệm đốt lò nữa vì đã nằm trong vùng an toàn theo sự sắp xếp trong nội bộ chia phe chia ghế với nhau. Như vậy là chương trình thảo tranh của phe Nghệ An Hà Tĩnh của ông Tô Chủ tịch có thể đã bị chững lại. Nếu đúng như thế thì đây là một tin xấu cho ông Tô Lâm và Bộ Công an, đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi sức mạnh của phe Nghệ An Hà Tĩnh sau khi thủ lĩnh Vương Đình Huệ bị Tô Lâm cho đo ván vào tháng 4 năm 2024 vừa qua. Việc tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương bất thường để bầu tân Tổng Bí thư dự kiến diễn ra trong tháng 8 năm 2024 thay thế đến hội nghị thường niên lần thứ 10 vào đầu tháng 10 năm nay. Đây là sự bất lợi cho Tô Lâm Chủ tịch và phe cánh, trong bối cảnh được cho là phe tướng lĩnh của quân đội đã liên kết chặt chẽ với phe của Nghệ tỉnh.
Phải chăng người tính không bằng trời tính, Tô Lâm nắm giữ chiếc ghế tổng bí thư, nhưng trong thời gian tới đây thì không biết là Tô Lâm có được ngồi yên chiếc ghế tổng bí thư hay không. Trong khi đó, Tô Lâm đang toan tính những hoàn cảnh trong khi tứ bề thọ địch. Ngày 23 tháng 7, blogger Lê Quốc Quân trên trang VOA Tiếng Việt đã có bài bình luận cho rằng sau quốc tang là điều gì cho Tô Lâm. Tác giả đã cho biết rằng đã 4 năm kể từ sau cái chết của ông Lê Khả Phiêu, Việt Nam mới tổ chức một lễ quốc tang. Theo nghị định số 105 NDCP 2012, đây là hình thức lễ tang cao cấp nhất dành cho các cán bộ quan chức, viên chức nhà nước, gồm 4 cấp: lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao, lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian tổ chức lễ quốc tang, quy cách cờ rủ, số lượng vòng hoa, dải băng đen, địa điểm tổ chức lễ tang và nơi an táng đều được quy định theo nghị định này. Tác giả cho biết rằng những vấn đề tác giả cho biết ông Tô Lâm với tư cách là trưởng ban lễ tang sẽ đọc lời biếu và tuyên bố phúc mặc niệm, trong khi quân nhạc sẽ cử bài Hồn Tử Sĩ của ông cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Ông Trọng sẽ được mai táng tại nghĩa trang Mai Dịch vừa qua, và vị vua tại vị hơn 13 năm này sẽ về với lòng đất trong vô tri vào lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 7. Tác giả đã nhận xét cho rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây được coi là một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, và tiến sĩ xây dựng Đảng, ông này đã gây ra bất ngờ cho nhiều nhà quan sát chính trị khi loại được ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bước lên vị trí quyền lực tối cao vào năm 2016. Trong khi ông Trọng có biệt tài nói suông mồm, người nghe thấy liền mạch và hợp lý, nhưng toàn là những bài thơ, bài văn con cóc, nhưng không động lại được bất kỳ điều gì về mặt tư duy cho những cán bộ lãnh đạo, mà đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo cấp cao của băng Đảng Cộng sản Việt Nam. Là sinh viên khoa văn, ông này có thể thực hiện những liên khúc, nhiều chuyện nghe có vẻ sướng tai, nhưng ngẫm nghĩ thường lại nó xung đột lẫn với nhau và không đâu ra đâu cả. Tác giả lại cho rằng chính ông cũng đang lúng túng trong một mớ lý thuyết về chủ nghĩa xã hội đang bị thực tiễn thách thức đang đặt ra gay gắt. Đến nay thì ông này lại đưa cho chiếc ghế cho Tô Lâm, và Tô Lâm lên đang đối mặt với hoàn cảnh tứ bề thọ địch. Ông Nguyễn Phú Trọng đã lấy cảm hứng từ câu chuyện đã hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình, và ông này đã thúc đẩy một chiến dịch chống tham nhũng được gọi là đốt lò. Ông này đã chỉ đạo hàng loạt các cuộc điều tra xét xử các vụ án tham nhũng lớn nhỏ, và đặc biệt đưa ra ánh sáng nhiều quan chức cấp cao, nhưng không có người nào nằm trong phe cánh của ông. Thế nhưng nỗ lực đập chuột nhưng tránh vỡ bình của ông này nó sẽ là vô vọng, vì chính chiếc bình nó đã sinh ra con chuột, và cuộc rượt đuổi này nó sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt với những câu chuyện lòng vòng trong mớ bồng bông của băng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả đã bổ sung cho rằng khi tiến hành đốt lò thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất cần công cụ và thanh gươm mà ông này đã sử dụng chính Bộ Công an do Tô Lâm đứng đầu. Ông Tô Lâm giờ đây đã dựa vào thế đốt lò mà ra đòn với các nhân vật tiềm năng có thể thay thế cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếc rằng thanh gươm Bộ Công an được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng để nhằm triệt hạ những tham quan đã dần dần bành trướng và cản đường tất cả những ai có khả năng tiềm tàng bước đến vị trí cao nhất, và Bộ Chính trị đang làm con tin để Tô Lâm thực hiện ý đồ của mình. Và đến nay Tô Lâm đã thành công mỹ mãn, chiếc ghế Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng đã rơi chính thức vào tay của Tô Lâm. Tác giả đã cho rằng với cương vị là chủ tịch nước và là trưởng ban tang lễ trong khi đó thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Tô Lâm là người có quyền lực nhất và ứng cử viên sáng giá nhất cho chức danh Tổng Bí thư. Tuy vậy, ông này còn hơn một năm nữa để chứng tỏ mình là sự lựa chọn duy nhất của băng Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng trước mắt chắc chắn thì Tô Lâm sẽ tiếp tục có một công cuộc chống tham nhũng, đồng thời thực thi những chính sách ngoại giao cây tre để duy trì về chiến lược quân bình giữa Mỹ và Trung Quốc. Với chuyến xuất mã đầu tiên sang Lào rồi Campuchia, Tô Lâm đã khẳng định cam kết coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam với hai nước anh em Lào và Campuchia nhằm để làm tăng xung đột với những lợi ích của Trung Quốc tại Campuchia qua kênh đào Phù Nam Tết Cho. Trong bối cảnh quá nhiều kẻ thù trong và ngoài nước, liệu Tô Lâm có đủ bản lĩnh để đối phó hay không, hay lại ra đi giống như Trần Đại Quang hay giống như Nguyễn Phú Trọng bị gây sức ép trong mấy ngày gần đây, thì điều đó đang đặt hoàn toàn vào khả năng của Tô Lâm lèo lái con thuyền như thế nào. Tác giả lại nhận định cho rằng tất cả những phụ thuộc vào sự khôn ngoan của ông Tô Lâm trong việc dàn xếp nội bộ, theo đó tuyệt đối phải giữ hòa hảo với cánh quân đội, giữ tình hòa hiếu được với bạn bè phương Bắc và với Hoa Kỳ, thì Tô Lâm mới có thể ngồi yên trên chiếc ghế Tổng Bí thư trong thời gian tới đây. Nếu như Tô Lâm làm được như vậy thì hình ảnh một vị tướng công an đã tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, ăn bò giác vàng hay là chỉ đạo tấn công vào Đồng Tâm có thể sẽ được người ta nhắc đến nhiều hơn trong những câu chuyện liên quan đến việc chỉ đạo của Tô Lâm.
Thế nhưng từ nay cho đến Đại hội 14, nó vẫn còn là một chặng đường thử thách với Tô Lâm. Không biết là bây giờ nhận chiếc ghế Tổng Bí thư rồi, thì đến Đại hội 14 tới đây, Tô Lâm sẽ đưa ra công tác nhân sự như thế nào, hay cũng chỉ là làm màu trước quần chúng nhân dân mà thôi. Và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.